Cả Đông Nam Á chê cười chiến thuật của Việt Nam, thầy Park phát biểu điều bất ngờ sau trận hòa Singapore. Đội tuyển Việt Nam có trận đấu không mấy khả quan trước đối thủ Singapore, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không thể tận dụng được các cơ hội để chuyển hóa thành bàn. Đáng nói thêm, ở trận đấu này, huấn luyện viên Park đã có 8 sự thay đổi người so với trận Malaysia và Việt Nam phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Ở hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam không ghi được bàn thắng nào. Điều này khiến cho chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định thay đổi người trung hiệp 2. Tiến Linh vào sân và tạo ra được nhiều cơ hội rõ nét, tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa thể đến với đội bóng áo trắng. Kết thúc trận đấu, Việt Nam đã bị Singapore cầm hòa ở lượt trận thứ 3 của giải đấu. Theo đó, đoàn quân của HLV Park Hang-seo chưa có thể có vé sớm vào vòng trận bán kết. Sau khi kết thúc trận đấu, nhiều cổ động viên Đông Nam Á đã dành lời mỉa mai dành cho đội bóng của HLV Park Hang-seo. Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều người đã bình luận: không dù gì, không có sức mạnh, không có trọng tài Nhật Bản thì không có bàn thắng nào cho Việt Nam. Nhiều cổ động viên đã nhắc lại câu chuyện của trọng tài Sato trong trận gặp Malaysia và Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã sân ruộng quen rồi. Cổ động viên Indo đã mỉa mai khi Việt Nam phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Tôi đã hy vọng có ít nhất một bàn thắng được ghi, bây giờ thì tôi đang thật sự thất vọng. Việt Nam chỉ có thể thắng khi mà họ thi đấu trên sân cỏ ruộng cho bò ăn. Chúng ta có thể nhìn thấy được sự suy yếu của Việt Nam, các cầu thủ của họ đã có một trận đấu khó khăn. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay đổi đến 8 vị trí so với trận thắng Malaysia 3-0. Đáng chú ý là Văn Hậu, Tiến Linh, Hoàng Đức, Phan Văn Đức, Tấn Tài, ba người được giữ lại bao gồm là Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói về việc xoay tua đội hình: chúng ta có 23 cầu thủ và không biết ai sẽ chấn thương, ai bị thẻ phạt lúc nào. Tất cả đều là tuyển thủ và họ phải thi đấu hết mình và sẵn sàng cho mỗi trận đấu. Không biết có phải vì thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo hay không, nên là các cầu thủ có nhiều động tác không bình thường. Chúng ta vẫn còn một trận sân nhà và tôi xoay vòng các cầu thủ nên chưa hài lòng về kết quả hòa. Chúng ta sẽ nỗ lực và quyết thắng Myanmar, ông Park Hang-seo đã nói. Thực tế thì ông Park có lý do để dùng những nhân tố dự bị như Tuấn Hải, Văn Quyết, Văn Thanh, Hồng Duy và Tuấn Anh. Singapore không phải là một đối thủ mạnh, đội tuyển Việt Nam thì có quyền tính toán về con người, đặc biệt tạo ra lợi thế sau trận thắng Malaysia 3-0. Những Văn Quyết, Tuấn Hải không hề thua kém Văn Đức và Tiến Linh. Sân nhân tạo không phải là sân FIFA khuyến khích sử dụng vì dễ chấn thương, huấn luyện viên Park nói thêm. Đây là lý do mà ông Park đã dùng nhiều cầu thủ dự bị với nỗi lo các trụ cột bị chấn thương. Trong 90 phút, Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn thế trận. Việt Nam có kiểm soát lên tới 75% so với đội chủ nhà. Đội khách thì có 6 pha dứt điểm trong hiệp 1, nhưng không có bàn thắng. Hiệp 2, ông Park đưa Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức và Văn Đức vào sân. Việt Nam đã tiếp tục áp đảo và tạo ra một cơ hội rất lớn nhưng không thể ghi bàn trong hiệp 2. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm chạm cột sau của Hoàng Đức trong cuối trận. Trận hòa Singapore không phải là do Văn Hậu ngồi ngoài, bản chất Văn Hậu là một hậu vệ, còn đội tuyển Việt Nam áp đảo toàn diện trước đối thủ, chỉ không may mắn trong các pha dứt điểm cuối cùng. Ông Park cũng đã đồng tình với việc một phóng viên cho rằng bản thân mình ít khi thay đổi đội hình xuất phát. Tôi cũng là người hay thay đổi đội hình. Các anh nên xem lại thống kê về trận Myanmar thì khi nào về Hà Nội chúng tôi sẽ tin tiếp. Việc đánh giá về đối thủ thì không nên. Hôm nay Singapore đã chơi tốt rồi, sân nhân tạo không phải là sân FIFA khuyến khích sử dụng vì dễ chấn thương. Theo quy định của giải thì cũng có thể sử dụng nên tôi không ý kiến. Singapore đã quen thi đấu mặt sân này, ông trả lời. Phóng viên đặt câu hỏi về khả năng mất ngôi đầu bảng giống như AFF Cup 2020 sau trận hòa lượt trận thứ 3. Huấn luyện viên người Hàn Quốc trả lời ngắn gọn, không cần lo điều đó. Ông kết thúc phần họp báo. Thay cho ông Park có cùng 7 điểm với Singapore nhưng xếp trên nhiều hiệu số vượt trội. Ở lượt trận cuối, Việt Nam thì chỉ cần thêm một điểm trước Myanmar để chắc chắn đi tiếp, trong khi Singapore phải quyết chiến với Malaysia. Với kết quả Singapore, một kết quả thống kê thú vị về thầy Park ở sân chơi AFF Cup, đó là chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam thắng trận ở lượt đấu thứ 3 vòng bảng. Ba kỳ liên tiếp thì đều hòa 0-0 lần lượt trước Myanmar, Indo và Singapore. Ở trận hòa này, huấn luyện viên Park Hang-seo lập kỷ lục lạ khi mà dẫn dắt Việt Nam tại AFF Cup 2022. Theo đó, ông vẫn chưa thể nào có một bất kỳ chiến thắng ở lượt trận thứ 3 AFF Cup. Cụ thể, giải đấu 2018, Việt Nam có 2 chiến thắng trước Lào và Malaysia ở lượt trận đầu, nhưng để hòa Myanmar lượt trận thứ 3 với tỷ số 0-0. Tuy vậy, cuối cùng đoàn quân của ông Park vẫn kết thúc giải đấu với chức vô địch. Sang tới giải vào cuối năm ngoái, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có chiến thắng trước Lào và Malaysia, nhưng tiếp tục bị cầm hòa với Indo tỷ số 0-0. Chính trận đấu này đã khiến đội bóng áo đỏ mất đi ngôi đầu bảng và đã thua Thái Lan ở bán kết giải đấu. Sang AFF Cup 2022, lịch sử một lần nữa lặp lại khi đoàn quân của ông Park tiếp tục để Singapore cầm hòa. Không có được chiến thắng, Việt Nam đã để tuột tấm vé sớm chơi tại bán kết, thay cho ông Park cần phải tập trung tối đa cho trận Myanmar.
Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Singapore sẽ phải đụng độ với một đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia. Đây được xem là một thách thức khó khăn cho thầy trò vị huấn luyện viên Takatsuki, khi mà những chú hổ Malay được đánh giá rất cao cho một tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân Mỹ Đình để tiếp đón Myanmar. Với việc chỉ phải đối đầu với một đội bóng đã hết mục tiêu như Myanmar, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo kỳ vọng sẽ có chiến thắng đậm để đi tiếp với ngôi đầu bảng. Hôm qua, đội tuyển Indo cũng đã trải qua 90 phút vất vả trước Thái Lan. Họ tạo ra nhiều cơ hội hơn để thi đấu hơn người và lợi thế sân nhà. Nhưng khả năng dứt điểm cực tệ khiến cho Indo đã ôm hận. Thậm chí khi đá hơn người và dẫn bàn thì họ lại bất ngờ để đánh mất đi thế trận. Cái giá phải trả là bàn gỡ hòa phút 80 được Rasek đã ghi. Như vậy, Indo chỉ bỏ túi được một điểm trước Thái Lan và trận cuối gặp Philippines. Với những gì đang xảy ra thì Thái Lan khó tuột ngôi đầu bởi hoàn toàn có thể thắng đậm Campuchia, trong khi Indo thì khó hoàn tất mục tiêu trước Philippines. Vậy nên, theo Bola Sport thì Indonesia gần như chắc chắn sẽ đứng nhì bảng A, nên họ tự trách mình khi mà để lỡ cơ hội thắng Thái Lan và chiếm đỉnh bảng, qua đó né được Việt Nam. Việt Nam có tiềm năng rất lớn để kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu nếu như mà không có đối thủ bảng B, Nhật báo đã viết. Nếu điều đó xảy ra thì khả năng diễn ra trận Indo và Việt Nam tại bán kết rất cao. Tuy nhiên, đó sẽ là tin xấu cho đoàn quân của Garuda. Vì đấu với Việt Nam rõ ràng không phải chuyện dễ dàng, thậm chí là một thử thách với chúng ta. Bola Sport cũng đã dẫn chứng những kết quả không tốt mà Indo đã phải chịu trước Việt Nam. Đội tuyển Indo từng thua 0-4 tại vòng loại World Cup. Lần gặp nhau gần nhất tại AFF Cup 2020, Indo cũng đã chật vật mới cầm hòa 0-0. Nỗi lo của truyền thông xứ Vạn Đảo là có cơ sở khi Việt Nam vẫn lừng lững vượt qua những vật cản. Việt Nam không chỉ ghi bàn tốt mà còn là đội duy nhất tại AFF Cup 2022 chưa để thủng lưới. Chưa kể, huấn luyện viên Shin cũng chưa bao giờ thắng được đồng nghiệp Park Hang-seo bên kia chiến tuyến. Ông Shin thua 0-4 trong khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và 0-3 khi làm nhiệm vụ với đội tuyển U22 tham dự SEA Games 31. Ở lượt trận đấu tiếp theo, trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 3 tháng 1.